xử lý điểm nóng mua bán thớt nghiến ở đèo Pha Đin không chỉ là mối quan tâm của người dân, mà đây còn là nhiệm vụ được lực lượng chức năng tỉnh ta cũng như tỉnh Sơn La chăn trở từ nhiều năm qua. Gần đây, lực lượng chức năng hai tỉnh đã có nhiều động thái và việc làm cụ thể nhằm chấm dứt hoạt động này. Ngoài việc chủ động kiểm tra kiểm soát của lực lượng kiểm lâm, thì cả hai tỉnh đều thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra các cơ sở này. Nhưng trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Đáng nói hơn là các cơ sở đều chứng minh được việc họ kinh doanh là hợp pháp. Ngay tại gia đình thì là rất là khớp hồ sơ, có nghĩa là như là chỉ đấy là một phần nhỏ thôi. Đấy chứ không phải họ bày bán hết tất cả. Ví dụ như hồ sơ họ mua khoảng 500 cái thì họ chỉ bày khoảng 100 cái thôi. Đấy còn 400 cái nữa thì muốn kiểm tra thì họ lại lấy lý do họ lý do kia rất là khó. Một bất cập khác khiến cho việc xử lý điểm nóng mua bán thớt gỗ nghiến ở đây là các đối tượng đã lợi dụng vào những khe hở của pháp luật để hợp thức hóa những vi phạm pháp luật. Tức là hiện nay các tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng lâm sản được phép xuất nhập hàng mà không cần phải có sự kiểm soát của kiểm lâm. Điển hình là việc đánh dấu mẫu vật thì hiện nay đã bỏ việc đóng dấu búa. Cho nên khi một chiếc thớt nghiến được hình thành vận chuyển thì không có cơ sở gì để kiểm chứng, hoàn toàn do chủ lâm sản khai báo và tự chịu trách nhiệm. Nhưng đối với các tỉnh miền núi như tỉnh ta, nơi có cây nghiến, loại gỗ quý thuộc nhóm 2A, khi áp dụng quy định đó lại trở thành bài toán khó cho lực lượng kiểm lâm.